Chào tất cả mọi người, chào mừng ngày đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Hôm nay Ngọc Hoàng sẽ giới thiệu trong video này một căn nhà được xây dựng độc lập 32,5m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng. Với cái căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết. Nó nằm ở trên mặt ngõ thông. Ngõ thông ở đây thì nó cách với đường ô tô đi lại 50m quý vị nha. Vị trí thì nó thuộc tổ 13 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Căn nhà này thì sổ đầy đủ bàn giao nhà luôn. Với cái thiết kế phần mặt tiền của ngôi nhà là 3m4, hướng nhà là hướng đông bắc. Và cái cảm quan của ngôi nhà, phần chính, cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp. Bên ngoài là cửa lớp cửa inox kéo và bên trong nó là lớp cửa kính cường lực. Mọi người theo em vào cái phần tầng 1 của ngôi nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà hoàn thiện rất là đầy đủ, chỉn chu. Với cái căn nhà này diện tích 32,5m, tuy nhiên thiết kế cái công năng sử dụng thì gần như là tối đa quý vị nha. Và với cái vị trí căn nhà này đi lại rất là thuận tiện, nó gần với khu đô thị Đô Nghĩa, đặc biệt rất là gần với trường Đại học Fenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, gần với lại cái trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương, mà sắp tới đây là sẽ có cái đường vành đai 4 mở rộng mọi người ạ. Ở đây thì cái phần phòng khách thiết kế hoàn thiện khá là chỉn chu. Cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Hiện tại cái giá nhà này đang chào bán là 2.650.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu sổ đỏ đầy đủ sang tên ngay. Đây là cái phần hoàn thiện phòng khách, cơ bản là hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Và phần phòng khách, phòng bếp thì chủ nhà lắp sẵn cho mình hai chiếc quạt trần. Và ngoài ra cái phần phòng khách thì ở đây thì được có một bức tranh. Tranh này nó là gạch mọi người nhá. Đó, nó không phải là giấy dán Hàn Quốc như một số nhà mà em thường quay và review cho quý vị. Ở đây, cái không gian phòng khách khá là rộng, vách lam ngăn cách giữa phần cầu thang và phòng khách rất là hợp lý quý vị ạ. Đấy, rất là rộng, mặt tiền 3m4 thì cũng không quá nhỏ. Hồ sơ điện nước được lắp đặt đầy đủ và xây độc lập một căn duy nhất. Đây là cái phần phòng bếp mọi người nhé. Đó, phần hoàn thiện tủ bếp thì cũng đã xong xuôi rồi. Quý vị chỉ việc xách vali về và ở theo hiện trạng của ngôi nhà này. Tủ bếp thì thiết kế là tủ gỗ. Phụ kiện bếp thì là chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa. Và ở đây chủ nhà có lắp đặt sẵn cho mình là một chiếc quạt hút mùi này. Đó, một cái bếp hút mùi và một cái bếp mọi người nhé. Đấy, rất là hợp lý. Và không gian phòng bếp ở đây quý vị có thể nhìn thực tế là ở đây có thể kê một bộ bàn ăn nhỏ nhắn xinh xắn, một chiếc quạt trần ở phía bên trong phòng bếp và phòng khách. Đây là cái phần tầng 1. Tiếp theo là một phòng vệ sinh đầy đủ cho quý vị công năng sử dụng, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngôi nhà này thì nó phù hợp với quý vị nào đang đi làm ở cái cung đường làm ở Hà Đông, hoặc quý vị đi làm ở cái tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài mà đi lên Nguyễn Trãi thì nó cũng là hợp lý nếu mà trong vòng khoảng phạm vi bán kính 10 km quay đầu. Hệ thống tay vịn cầu thang thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Với căn nhà xây độc lập, ngõ thông 32,5m, giá chào bán 2.650.000.000 đồng, thuộc tổ dân phố 13 phường Yên Nghĩa. Nó là chưa đi qua D mà hiện tại nó nằm ở bên này D Yên Nghĩa mọi người nhá. Thì với cái căn nhà này của anh review, cái giá bán rất là hợp lý. Mời mọi theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế 2 phòng ngủ trước và sau quý vị ạ. Đây là phòng ngủ đầu tiên ở phía bên trong của ngôi nhà. Đây, đây là phòng bên trong có điều hòa, có cửa sổ thông thoáng đây quý vị nhá. Đó, mở ra được rất là thoáng. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây, nó gần với trường, nếu như tính từ vị trí ngôi nhà này mà nó ra tới trường Đại học Fenica Hà Đông ấy thì nó sẽ khoảng tầm 1.5 cây thôi mọi người ạ. Và đây là cái phần phòng ngủ ở phía bên ngoài mặt ngõ. Chủ nhà đã lắp rèm cửa điều hòa cho mình rồi. Mặt tiền của ngôi nhà là 3m4, diện tích của ngôi nhà là 32,5m. Đó, toàn bộ cái hệ thống sơn của cái ngôi nhà này thì toàn bộ là màu trắng. Nghe với cái diện tích nó nhỏ nhưng mà thiết kế thì như Ngọc Ánh chia sẻ ngay từ ban đầu, đó là cái công năng sử dụng nó rất là hợp lý. Và đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2 của ngôi nhà, đáp ứng đầy đủ cho quý vị, cơ bản là có thể sử dụng được.
công năng đáp ứng ở sử dụng theo cái tầng, theo từng tầng. Và tầng 1, tầng 2 ngọn đã review rất là cụ thể rồi. Mọi người theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 3 thiết kế như thế nào ạ? Ở tầng 3 này thiết kế một phòng ngủ, một phòng thờ và một sân phơi. Đây là cái căn phòng ngủ nha mọi người. Với cái ngôi nhà 3 tầng mà thiết kế công năng được 3 phòng ngủ, đó, rất là hợp lý. Phòng thờ ở đây, phòng nào cũng ngập tràn ánh sáng nha quý vị. Đó, đây là cái phần phòng thờ. Phần còn lại, đây là phần sân phơi của ngôi nhà, nằm trên trục ngõ thông thoáng. Đây là phần sân phơi, đó, đáp ứng đúng cái nhu cầu sử dụng với cái diện tích và cái công năng thì quá là ổn định cho một hộ gia đình. Giá chào bán 2 tỷ 650 triệu đồng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về ngôi nhà này, vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983 1303 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn một nút like để ủng hộ em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.